Chào tất cả các anh em nhé. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các anh em, đặc biệt là các anh em tàu thuyền này, xe cộ, máy hút cát, máy gặt, các anh em liên quan đến động cơ luôn luôn mạnh khỏe, phát tài và may mắn. Thực sự là trong những ngày gần đây em lại nhận được rất nhiều những đơn đặt hàng của tất cả các anh em, toàn là đa phần là các khách hàng quen rồi anh em ạ. Vì các khách hàng đã mua hàng của em lâu rồi và anh em dùng hàng cảm thấy rất là ok thì anh em lại qua ủng hộ tiếp. Thì cho những anh em có những cái xe, người ta có vài cái xe, người ta mua một con máy về thử dùng, mua máy của mình về thử dùng thì thấy máy đẹp, máy chất lượng thì các anh em lại qua ủng hộ tiếp. Thì hôm nay em có một đơn hàng con máy Du Trai 4108 cho một anh khách hàng quen ở Sơn La, đó là anh Cảnh. Anh Cảnh anh ấy chuyên ở Sơn La, thì anh ấy có mấy con xe chuyên chạy ngô. Ở Sơn La thì đa phần là vùng ngô nhé anh em nhé, buôn rất là trồng rất là nhiều ngô, anh ấy chuyên thu mua ngô ấy ở trong các vùng sâu vùng xa. Thì cách đây 3 tháng anh ấy có mua của em một con máy 4108 về thay máy, và con máy 4102 vì 4102 đi 4108 mà. Vì sao mà em bán rất là chạy, vì chân bệ giữa 4102 và 4108 là nó như nhau, vì thế mà máy 4108 nó là máy 6 tấn, máy turbo nó là máy 6 tấn và 4102 nó chỉ là 4 tấn 75 thôi, nó rất là yếu và nhỏ. Vì thế mà anh em thay cả Quảng Nam, Quảng Ngãi này, Đà Nẵng, tất cả các tỉnh miền Trung là đã dùng máy, dùng cái dòng xe Trung Quốc này, thì máy 4102 thì đa phần là các anh em đều thay lên 4108 hết. Vì thế mà cái máy 4108 này em bán rất là chạy nhá anh em nhá, rất là chạy, máy đẹp rất là chạy. Thì anh Cảnh anh ấy bảo anh không về, bảo là anh không về, anh giao hết cho em chọn cho anh một con máy 4108 thật là đẹp, anh tin tưởng em anh giao hết cho em. Lần đầu tiên em xin cảm ơn anh vì đã tin tưởng. Thì con máy 4108 này nó em sẽ giới thiệu qua một tí, là nó là máy 130-20, nó lắp trên con Trường Hải 6 tấn. Thì cái con máy này ấy, nó có tình trạng nó còn như thế nào, thì con này nó là 196 hay 96 kW anh em ạ, nó rơi vào 130 PS. Thì con máy này tình trạng nó như nào em sẽ quay cho tất cả anh em có biết. Đây là anh em xem này, tất cả kim bơm kim là còn nguyên zin hết nhá anh em nhá. Con này là bơm kim. Anh Cảnh ấy chỉ thích máy đẹp thôi, máy nguyên zin, giá thành thì ok, thỏa thuận. Đây anh em này vẫn còn kẹp chì, tất cả còn nguyên zin hết nhá anh em nhá. Bơm kim nguyên zin, chưa động một con ốc. Nguyên zin hết, tất cả rè lốc các thứ còn nguyên zin hết nhá mọi người. Đây anh em xem này. Tất cả những con ốc quy lát mặt máy còn nguyên zin hết nhá anh em nhá. Ốc quy lát nguyên zin. Nguyên zin này. Đấy, tất cả còn nguyên zin này anh em ạ. Xem này, còn nguyên zin này, quay gần là xinh. Đây. Ốc quy lát tất cả kim phun tới còn nguyên zin hết anh em ạ. Máy này cực đẹp luôn. Những cái chống nóng bảo vệ còn nguyên zin hết nhá anh em nhá. Nói thật là những con máy này nó xứng đáng tiền luôn anh em ạ. Đắt sắt ra miếng rồi. Đây, turbo thứ còn nguyên zin này. Tất cả còn nguyên zin luôn nhá mọi người nhá. Đây, nguyên zin. Máy rất là đẹp. Nói chung là tìm được một con máy mà 4108 mà đẹp như thế này thì không phải dễ đâu anh em ạ. Không phải dễ đâu. Máy cơ, những con dòng máy này đa phần ở trong nước thì không có. Nếu máy trong nước thì toàn là máy làm đi làm lại 5-7 lần rồi. Đây. Bô xả nó chạy ít vẫn còn trắng tinh này anh em ạ. Bô xả chạy ít vẫn còn trắng tinh này. Máy rất là đẹp đây này. Tất cả còn nguyên zin nhé. Cả phần trên này nó còn nguyên zin nữa. Phần cái mặt đằng trước là cánh quạt này vẫn còn nguyên zin hết nhá mọi người nhá. Nguyên zin bơm kim nguyên zin hết. Nói thật là máy rất là đẹp. Hình thức con này thì quá ok rồi, hoàn hảo rồi anh em ạ, hoàn hảo rồi. Giờ em sẽ test lổ con máy Du Trai 130-20, gọi là máy 4108 đấy anh em ạ, máy 6 tấn đấy. Cho anh Cảnh ở Sơn La, anh ấy chỉ thích máy đẹp thôi. Con này anh ấy về thay vào con xe 4 tấn 75 máy 4102. Cái máy này nó em bán rất là chạy, vì cái máy này là thay vào máy nắp vừa chân bệ nó vừa vào cái con máy 4102, vì máy 4102 là nó rất là nhỏ. Vì thế mà tất cả các anh em Quảng Nam, Quảng Ngãi, tất cả anh em miền trong đều anh em chạy rừng, chạy quá tải trọng thường là sẽ phải đuổi sang cái dòng máy này cho nó khỏe. Vì thế mà cái máy này nó bán rất là chạy nhá. Con máy này là máy đẹp nguyên zin. Đây, giờ sẽ cho anh em thợ lổ luôn. Lổ em. Máy cực đẹp luôn, nguyên zin hết. Không có nước à?
cao hay sao đấy. Cảnh có đắp bên xe đá. Không một tí đổ hôi nhá. Quá chất luôn. Máy nguyên zin nhá. Điểm 10 rồi. Rồi em vừa test nổ xong con máy Du Trai 4108 cho anh Cảnh ở Sơn La. Anh ấy về thay vào con máy 402 xe thùng để máy của anh ấy đang máy 402 để lắp lên con này lên để chạy ngô ở trên vùng cao cho nó khỏe. Vì anh ấy đã mổ con của em rồi, chạy rất là ok. Thì anh ấy lại mua tiếp một con nữa để thay vào xe. Thực sự là đấy, anh em xem, máy còn nguyên zin hết. Lổ, ga mạnh. Hơi nó rất là khỏe nha anh em nha, hơi quá khỏe luôn. Không đổ hơi, không khói nha anh em nha. Nói thật là những cái con máy mà giá trị như này là thường thường là em cứ về là con nào là em sẽ có khách lấy ngay con ấy. Máy này nó thực sự là không có mà bán đâu anh em ạ. Máy này không có mà bán. Vì cái máy này cái nhu cầu ở trong miền Trung ấy, anh em mua rất là nhiều. Anh em mua về để thay máy ấy. Thay máy cũng máy như 4102. Con máy này vì cái chân bệ của nó giống nhau, giống như 4102 luôn anh ạ. Vì thế mà thấy, anh em toàn thay máy này sang cho nó khỏe thôi. Chân bệ như nhau hết. Từ A thì qua đây nó thật là cũng xin gửi lời chân thành cảm ơn đến anh Cảnh vì anh đã tin tưởng và ủng hộ. Thứ hai là cũng xin chúc mừng anh vì em đã chọn cho anh một con máy. Nếu mà anh không mua thì em chắc cái này sẽ bán cho người khác. Nhưng chúc anh em này, anh Cảnh anh có đặt trước thì mình phải bán trước cho anh ấy để chỗ anh em thân quen rồi, tin tưởng nhau rồi, anh ấy mua cái anh cũng chuyển hết tiền rồi. Thì mong em chúc cho anh về dùng thay thang con máy kia chạy dùng thật bền, dùng tốt, thật khỏe nhá anh Cảnh nhá. Và cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các quý khách hàng đã luôn luôn đồng hành ủng hộ động cơ ô tô Hùng Thịnh. Chúc cho tất cả các anh em có thật nhiều sức khỏe nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em ở những video tiếp theo. Xin chào.